Thưa ông Trình Vệ, hôm nay tại ngôi đình rất là đẹp của làng Kiên Hành, vâng, Giao Hải, Giao Thủy, thì quả thật hôm nay ekip của Juka Việt được gặp ông, một anh hùng lực lượng vũ trang, và ông lại là nguyện là một vị tướng bên ngành an ninh. Nhưng giấc mơ nào và ý nguyện nào để ông là người có quá nhiều những cái tâm huyết để làm những cái đội trống kỳ diệu như thế này? Và quả thật sau khi nghe những tiết mục của đội trống biểu diễn thì cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm giác đầy xúc động, và vẫn còn một cái cảm giác gì đó mà mình không thể nói nên lời. Tôi tham gia lực lượng công an nhân dân là 42 năm. Thế và trong quá trình tôi làm công an, tôi cũng có sáng tác văn nghệ để tôi nói lên cái cuộc chiến đấu thầm lặng của lực lượng công an nhân dân. Tôi xây dựng cái đội trống này lúc đầu chưa thật tin lắm. Nó chưa có một cái loại hình ở đâu để mình rút kinh nghiệm cả. Vì hiện nay tôi biết ở tỉnh Nam Định này cũng chưa có một xã nào có một đội trống hoàn toàn là nữ. Mà với một cái quy mô như anh về anh xem là 31 người, trong đó có 8 cái trống cái, 17 cái trống ban, 4 bộ đạo bạt. Bác Trịnh Vệ là một người nói như về một người bác là tuyệt vời. Bác rất quan tâm đến các phong trào của quê hương. Bác coi chị em như con cháu trong gia đình ấy. Bác quan tâm từ những dạng là mua tất mua giày về cho con cháu. Còn nhiều khi bác còn dây, xỏ từng đôi giày. Khi tập ấy, thì ban ngày họ đi gặt, ban đêm thì chồng đưa xe máy lên đình làng, có cả con nữa. Hình ảnh rất xúc động. Tôi đi đánh trống là được 5 tháng rồi. Khi đánh trống thì coi là việc nhà làm xong rồi bắt đầu đi đánh trống, không ảnh hưởng đến công việc cả. Chẳng có sao cả, phụ nữ đánh trống cũng được mà đàn ông đánh trống cũng được chứ có sao đâu. Chưa biết đánh được cái gì cả, nên thậm chí là đi lên đánh nhiều khi là đi được mấy ngày và thưa thầy cho em xin nghỉ. Bởi vì nó khó đánh lắm, không biết cắt ở chỗ nào mà tùng ở chỗ nào. Công việc cũng rất là vất vả và cũng rất khó khăn. Được sự nhất trí của chồng, được ủng hộ của chồng và gia đình thì tôi cũng cố gắng tham gia và cũng rất phấn khởi. Tôi rất là tự hào và động viên chị em cố gắng học tập và làm cho nó tốt, bởi vì là cái hội trống này thì nó là rất hiếm có quả trên tỉnh Nam Định. Tôi đang rất là mong ước có một nhạc sĩ nào cùng tôi thâm nhập vào cái vùng quê biển này để nghe những âm thanh đặc trưng của một vùng duyên hải, và từ đó sáng tác một điệu múa. Và khi múa lên, những ngôn ngữ của múa nó diễn đạt được một cái tình quê, mà tình quê ven biển. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho 31 cô gái. Vâng, 31 cô gái, 31 người phụ nữ rất xinh đẹp. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn những người phụ nữ ấy đã mang lại những nét rất đẹp trong buổi tối ngày hôm nay tại một không gian rất đẹp của nhà hát mùng 3 tháng 2, thành phố Nam Định. Thưa quý vị và các bạn, màn hát giáo đầu, vâng, các cụ ta thật là vĩ đại. Hát chèo
luôn luôn phải có màn giáo đầu. Vì sao vậy ư? Vì ngày xưa chúng ta gia đình, trong lúc đó còn rất nhiều những lời đi tiếng lại, còn rất nhiều những anh, những chị tán ghẹo nhau. Nhưng khi màn giáo đầu của trèo, những nhịp trống trèo vang lên là một sự ổn định lại để tất cả chúng ta hướng lên sân khấu. Và màn giáo đầu xin mời nhà hát trèo Nam Định. Xin chào quý vị và các bạn, ngồi cạnh tôi và nhạc sĩ Thanh Nam. Hôm nay có cụ Trần Vũ Toán là cụ thủ nhang của ngôi đền này và rất là tuyệt vời. Và ngồi cạnh cụ Toán là hai bác, là người cũng là người con của quê hương Nam Định. Vâng, thưa cụ, hôm nay rất là cảm ơn cụ vì cụ đã tạo điều kiện để cho ekip của Zuka Việt được vào đây, một cái nơi linh thiêng và rất là đẹp như thế này. Và thưa cụ là con muốn là cụ nói cho con đôi chút về cái hát văn ạ. Dạ. Qua các nghiên cứu của các nhà khoa học thì người ta đang nghiên cứu nó đạt tới một cái đỉnh cao của bác học rồi. Thế cho nên là năm 2013 đây thì nói chung là cũng như là lời giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thích có nói cái hát văn này là của cả nước. Dạ. Nhưng Nam Định vẫn là một cái nôi sinh sản ra cái hát văn này. Dạ.
trong cái kiến văn tiểu đục của nhà bác học Lê Quý Đôn. Dạ. Năm thế kỷ 17, cuối thế kỷ 17 thì ông có viết thế này là thời nhà Trần có một lối hát trầu trước mặt vua. Dạ. Thế các nhà nghiên cứu ông Lê Quý Đôn là bây giờ người ta nghiên cứu là có khả năng là có từ thời Trần. Dạ. Còn trước là đã có. Nhưng dạ, để mà hát trước mặt vua lại cả một cái quá trình. Mà nghe những cái bài hát văn lúc đầu thì nó ở đền phủ. Dạ. À, để thờ thánh hát, là thờ thánh. Nhưng sau thì bước chân vào sân khấu. Dạ. Và bước chân vào sóng. Dạ. Sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam và lên dạ, truyền hình. Dạ. Để mà phục vụ quảng bá. Và quảng bá. Dạ. Thế thì làng điệu của nó lại có được cải tiến. Dạ. Có được tạo tác. Dạ. Có được nâng lên. Vâng. Rất nhiều. Khúc thức. Cái làn điệu vừa rồi là làn điệu như thế nào? Thanh Nam có thể nói cho quý vị và các bạn cùng nghe không? À, thưa Lê Minh Sơn, là thực ra cái hát văn này thì nó phong phú lắm. Cái của các cụ để lại nó phong phú lắm. À, làn điệu nó cũng rất nhiều làn điệu. Mà nếu như nghiên cứu đi sâu, những nhà nghiên cứu người ta đi sâu thì nó có tới mấy chục làn điệu. Thế trong đó phổ biến nhất ở cái mà để hát cho những thanh đồng, người ta lên đồng hậu thánh thì thường nó chỉ có độ khoảng 7 đến 8 làn điệu là phổ biến. Thì cái điệu vừa rồi Thanh Nam cùng với Sơn chơi đó là cái người ta gọi là xá thượng, chuyên để hát cho những cái người, người ta hầu những cái giá mà trên ngàn, chúa rồi thì trầu, cô, những cái người mà trên ngàn. À, Nam ơi, những cái làn điệu như vừa rồi và với lại cái giọng hát của bạn là bạn tự nghiên cứu đúng không? Chứ bởi vì ở trong trường lớp thì đâu có dạy cái này đâu. À vâng, cái này thì nó chưa nằm vào trong cái hệ thống để giáo dục ở trong nhà trường. Thế nhưng mà cái này nó là dân gian và cách học chuyển khẩu. Vâng, chuyển khẩu. Hát văn quả thật sự là một cái môn nghệ thuật cực kỳ độc đáo mà của ông bà ta để lại. Đây là một cái mà kết hợp rất nhiều bộ môn nghệ thuật khác nhau, đặc biệt đó là âm nhạc này, rồi thời trang này, rồi múa này. Đấy là một cái điều mà đặc biệt của thể loại hát văn mà hôm nay chúng ta cùng với Thanh Nam ngồi đây. Âm nhạc dân gian luôn luôn chảy và luôn luôn là một cái mạch nổi, chứ không còn là mạch ngầm nữa, mà luôn luôn chảy xuyên suốt trong đời sống. Và một lần nữa thì mình chúc Nam luôn luôn có sức khỏe và luôn luôn giữ được cái bầu nhiệt huyết trong mình để mang cái thể loại hát văn này càng ngày càng hoàn thiện mình hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay hộ quốc. Lòng vì nước bể đông chân kinh. À, đức ông người xuất thành nhập thần, giang hà ngoại hải muôn dân đào. Thank you.
liêu tốt thì tươi hình dung, điệu điệu miệng cười như hoa lừng ông. Mắt phượng ra ngàn ý. Lừng ông mắt phượng ra ngào sông, hương xa hài hoa chân dày. Thank you.
tài của ban tài ban lộc lầy cô. Bài sai đô chiều lộng cung, nắng ân nắng ái bơm dòng sơn trà. Tính cô hãy mong chúng mang ra, ý à ơi à. Lầy cô, cô vẫn đang đẹp quá lầy cô. Tăng mai lông có đầu làng.
Thank you.
Ca sĩ Mỹ Linh, một người con của quê hương Nam Định. Xin mời ca sĩ Mỹ Linh. Thực sự là tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và sung sướng khi được đứng hát giữa quê hương mình trong một cái không gian tuyệt vời như thế này. Mỹ Linh rất là vui sướng vì hôm nay được trở lại quê hương và hát live với một dàn nhạc sống. Điều này là một nỗ lực vô cùng to lớn của anh Lê Minh Sơn cũng như ekip Du Ca Việt của mình. Cảm ơn ca sĩ Mỹ Linh. Em cảm ơn anh rất nhiều vì là đã cho em cơ hội được đứng ở trong một không gian tuyệt diệu như thế này. Mỹ Linh ơi, có một điều như này, hôm nay đứng trước sân khấu, đứng cạnh Mỹ Linh, tôi làm tổng đạo diễn chương trình này, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những khán giả đang đứng ở ngoài kia, còn rất nhiều, nhiều lắm. Và quả thật là Du Ca Việt không có đủ điều kiện và cái rạp hát này hôm nay với giọng hát Mỹ Linh, với các nghệ sĩ ở đây trở thành một nơi quá bé nhỏ. Và tôi ra đây để nói một lời xin lỗi chân thành nhất với những quý vị khán giả ở ngoài, bà con Nam Định hôm nay không được xem không gian âm nhạc của Du Ca Việt. Mỹ Linh ơi, một bài hát tiếp theo, bài hát gì? Em thì rất là muốn hát một bài hát nữa của chú Trọng Đài, mà mong rằng là được hát với cây guitar điêu luyện là anh cơ, một người bạn cũ từ thời học nhạc viện. Tôi thì không thể điêu luyện bằng ông xã của Mỹ Linh là nhạc sĩ Anh Quân được. Anh khiêm tốn quá. Bởi vì quả thật là tôi về đây cũng kiệt sức rồi, kiệt quệ rồi. Bởi vì cũng để có một đêm nhạc hôm nay, đó là 4 đêm cũng không ngủ được và cũng phải đi rất là nhiều, Mỹ Linh ạ. Nhưng thôi, Mỹ Linh đã nói thế, tôi với Mỹ Linh sẽ mang bài hát Chị Tôi. Vâng, hôm nay Mỹ Linh hát toàn những bài hát rất xúc động. Chị Tôi, chị của chúng ta. Và tôi muốn nói thêm là có 2 bài Chị Tôi đúng không? Một bài của nhạc sĩ Trần Tiến. Hôm nay Mỹ Linh, Chị Tôi của nhạc sĩ Trọng Đài. Cùng thơ của Đoàn Thị Tảo. Vâng. Thank you.
rụng bông hoa gạo. Để người